Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell đã nói với các phóng viên khi đến Luxembourg hôm thứ Hai rằng ông mong muốn các bộ trưởng ngoại giao EU sẽ thông qua một đợt viện trợ mới cho Kiev và một nhiệm vụ huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu đã bật đèn xanh tại cuộc họp của họ ở Luxembourg cho một sứ mệnh huấn luyện khoảng 15.000 quân Ukraine. Bên cạnh việc ký kết thành lập phái bộ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, họ cũng đã thông qua khoản tài trợ thêm 500 triệu euro, tương đương với 486 triệu USD của Quỹ Hòa bình châu Âu cho Ukraine. Quỹ ngoài ngân sách sẽ hoàn trả cho các quốc gia thành viên EU số vũ khí mà họ đã giao cho Ukraine. Joseph Borrell, đại diện cao cấp về chính sách an ninh và đối ngoại cho biết, phái đoàn hỗ trợ quân sự của EU không chỉ là một nhiệm vụ huấn luyện, đó là bằng chứng rõ ràng EU sẽ sát cánh với Ukraine trong thời gian cần thiết. Hungary là quốc gia EU duy nhất đã từ chối ủng hộ sáng kiến huấn luyện quân của Ukraine ở châu Âu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Szijjártó cho biết hôm thứ Hai. Hôm nay đã có quyết định rằng đại diện các nước EU sẽ tiến hành huấn luyện quân đội Ukraine. Tôi muốn nói rằng Hungary đã không bỏ phiếu cho sáng kiến này. Chúng tôi sẽ không tham gia vào sứ mệnh này, Szijjártó đã nói với các phương tiện truyền thông. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Hungary là quốc gia EU duy nhất áp dụng lập trường như vậy vì nước này không ủng hộ các bước dẫn đến leo thang xung đột. Bộ trưởng nói thêm rằng Hungary ủng hộ việc bắt đầu sớm các cuộc đàm phán hòa bình. Các báo cáo trước đó cho biết các cuộc huấn luyện quân sự sẽ bắt đầu vào giữa tháng 11 và diễn ra trên lãnh thổ EU, với Ba Lan là trung tâm chính của sứ mệnh. Đức cũng được cho là một hậu thuẫn chủ chốt cho việc huấn luyện. Các chương trình đào tạo do các quốc gia châu Âu điều hành sẽ tiếp tục độc lập cho đến khi các chương trình này được hợp nhất vào phái bộ EU ở giai đoạn sau. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt các lệnh trừng phạt đối với Moscow cũng như cung cấp hỗ trợ quân sự và kỹ thuật cho Kiev. Mặc dù các quốc gia này đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không có ý định gửi quân đến Ukraine và trở thành một phần của cuộc xung đột, nhưng họ đã cử người hướng dẫn đến Ukraine và cũng hỗ trợ đào tạo binh sĩ Ukraine. Bên cạnh Hoa Kỳ, Canada và Anh, những quốc gia đã và đang huấn luyện hàng nghìn binh sĩ Ukraine, một số quốc gia EU riêng lẻ, chẳng hạn như Đức và Pháp cũng đang huấn luyện người Ukraine sử dụng các hệ thống pháo, bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không hiện đại mà họ đã chuyển giao đến Kiev. Moscow đã nhiều lần chỉ trích phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev, đồng thời cảnh báo rằng các nước phương Tây đang đùa với lửa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo rằng bất kỳ chuyến hàng vũ khí nào đến lãnh thổ Ukraine sẽ bị quân đội Nga mặc định là mục tiêu phá hủy hợp pháp.